Hàng xóm sát vách tiết lộ Kỳ Duyên Minh Triệu sống chung làm chuyện đỏ mặt trong thang máy. Hàng xóm sát vách nhà Kỳ Duyên kể chuyện tường tận về Kỳ Duyên và Minh Triệu luôn. Hai cô nàng này tình tứ quá. Mới đây, một cư dân mạng đăng tải lên một group ở Facebook về chuyện của Kỳ Duyên và Minh Triệu. Theo như lời kể, người này ở cùng chung cư với Kỳ Duyên. Trước kia, cô nàng ở chung với bố mẹ, nhưng hiện tại đã mua căn khác để ở riêng. Người này còn nghi ngờ Minh Triệu cũng dọn về ở cùng luôn vì rất hay gặp ở đây. Theo như chia sẻ thì Diệp Lâm Anh, Lâm Cúc cũng đến chỗ Kỳ Duyên chơi, nhưng không ai thân thiết được như Minh Triệu. Bên cạnh đó còn rất thân với bố mẹ của Kỳ Duyên. Có lần người này gặp Kỳ Duyên và Minh Triệu đứng chờ thang máy còn xà nẹo ôm ấp nhau, có người đến thì mới buông tay. Thời gian gần đây, Kỳ Duyên và Minh Triệu liên tiếp bị đồn yêu nhau bởi cả hai có nhiều khoảnh khắc tình tứ, thậm chí thả thính nhau trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Kỳ Duyên và Minh Triệu thường xuyên đi ăn, du lịch cùng nhau. Dù là đồng giới, nhưng dân mạng lại đặc biệt thích cặp đôi này, còn liên tục đẩy thuyền để sớm công khai yêu nhau. Bài viết được đăng trên một nhóm Facebook chia sẻ về chuyện của Kỳ Duyên và Minh Triệu. Rất nhiều người ủng hộ chuyện tình này. Hầu như các ý kiến đều cho rằng cả hai rất đẹp đôi. Hình ảnh Minh Triệu được Kỳ Duyên chia sẻ khi ở chung cư. Cả hai cũng thường xuyên đăng ảnh ở thang máy và bị phát hiện ở cùng một chỗ. Kỳ Duyên Minh Triệu thân thiết hầu như lúc nào cũng song hành với nhau. Dù cả hai chưa thừa nhận, nhưng nhìn những hình ảnh tình tứ thì fan của cả hai đều muốn tán thành. Lê Giang, tôi giận Trường Giang lắm, vậy mà nói quay gì em sẽ mời chị đầu tiên. Tối Chủ nhật 12 tháng 5, tập 6 chương trình Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp sẽ lên sóng với nhiều tiết mục thú vị. Trong tuần này, ngoài chủ trì là Trường Giang còn có sự xuất hiện của diễn viên Lê Giang. Vừa bước vào chương trình, Trường Giang liền hỏi Lê Giang về tình hình sức khỏe của Lê Lộc. Vì cô từng tham gia tập trước với anh, Lê Giang nghe thấy tên Lê Lộc liền làm bộ giận dỗi Trường Giang. Cô nói, Lê Lộc vẫn khỏe. Nhắc tới Lê Lộc tôi mới nhớ tôi giận Trường Giang, đáng lẽ tôi đã giận Trường Giang rất nhiều. Tính tôi hay thích ngồi lướt Facebook xem chương trình mới. Một ngày nọ tôi đang ngồi lướt Facebook xem game show này, game show nọ thì thấy Trường Giang quay chương trình với Lê Lộc, vui quá trời, lại còn đi miền Tây, đi ghe. Xem xong cái tôi điện ngay cho Lê Lộc hỏi nó đang ở đâu, Trường Giang mời nó quay Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp. Nó trả lời dạ, xong một cái là tôi cúp máy liền, điện ngay cho Trường Giang. Tôi giận Trường Giang lắm, vậy mà nói chị ơi mai mốt em quay gì em sẽ mời chị đầu tiên. Nhắc nhở nhau thế mà, bực mình ghê. Trường Giang nghe vậy liền khen Lê Giang lấy lòng. Nhưng em thấy chị giỏi hơn Lê Lộc, nó chẳng biết nấu cái gì cả. Lê Giang biểu môi nói, đấy là khen đó hả? Sau đó cô bày tỏ bây giờ chị thèm cá quá. Trường Giang được cơ hội liền tỏ ra hào hứng. Được, trong lòng bàn tay của em, bây giờ để bù đắp cho chị em sẽ dẫn chị đi sinh tồn. Cái này không phải ra chợ mua mà phải tự kiếm tất cả rồi tự nấu, xong mới được ăn. Sau đó Trường Giang bắt Lê Giang đi một cái ghe nhỏ để đánh cá trên đầm. Lê Giang tỏ vẻ không thích và nói, mọi người thấy chưa, cực khổ lắm. Nào giờ tôi chỉ ở trên bờ thôi mà nay nó bắt tôi xuống nước. Không biết là nó có biết bơi không chứ tôi là không biết bơi rồi đó. Từng vỡ nợ phải đi bán bún kiếm sống, giờ Ân Đại Vệ sống như ông hoàng đại gia ngầm là đây. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, Ân Đại Vệ đã sở hữu khối tài sản khủng khiến ai cũng phải suýt xoa ghen tị. Nổi tiếng từ nhóm nhạc Đình Đám một thời ghi MC, Ân Đại Vệ được nhiều người hâm mộ quý mến bởi giọng hát sâu lắng và rất riêng biệt của mình. Sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì Ân Đại Vệ lại bất ngờ có biến cố về kinh tế, khiến anh mất hết tất cả mọi thứ chỉ sau một đêm, phải ra đường bán bún riêu mưu sinh và mất tích khỏi showbiz. Nói về khoảng thời gian đó, nam ca sĩ tiết lộ đó là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời anh. Sau khi mất hết tài sản, Ân Đại Vệ phải đi thuê nhà sinh sống và phải đi bán bún riêu để mưu sinh. Đây là nguồn sống giúp anh có thu nhập trong giai đoạn khó khăn nhất. Chủ nhân của loạt bản hit Như Anh Nhớ Em Nhiều, Vì Một Người, Yêu Một Người Phải Chăng Lầm Lỗi, Đen Nhiễm, Mồ Hôi Nhễ Nhại chế biến từ bát bún để mang đến cho khách. Sau khi trải qua quãng thời gian khó khăn, Ân Đại Vệ từ bước quay lại làng giải trí và gặt hái được thành công hơn xưa. Ân Đại Vệ chăm chỉ cày show nhiều hơn để gom tiền mua nhà, không phải chịu cái cảnh nhà thuê. Cuối cùng sau một thời gian tích góp, nam ca sĩ đã tậu được một căn hộ cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh. Không gian bên trong căn hộ cao cấp của Ân Đại Vệ, các phòng của anh đều có hướng ngắm cảnh đẹp. Bên cạnh đó, Ân Đại Vệ lấn sân sang kinh doanh khi mở bar của riêng mình. Quán bar của nam ca sĩ làm ăn phát đạt, lúc nào cũng trong tình trạng kín khách. Ông bố đơn thân cho biết mình vẫn hoạt động âm nhạc song song với đó là tập trung kinh doanh cho quán bar. Cuộc sống của Ân Đại Vệ hiện tại dư dả hơn rất nhiều. Nam ca sĩ cũng bắt đầu tậu cho mình những món đồ hiệu đắt tiền. Và tất nhiên không thể thiếu phần cho cô con gái nhỏ.
Có thời gian nam ca sĩ cũng tranh thủ xách vali lên và đi khám phá những vùng đất mới. Mặc dù không khoe bao giờ, nhưng nhìn những gì mà Ân Đại Vệ kiếm được trong vài năm ngắn ngủi, ai cũng phải suýt xoa ghen tị với độ giàu có của nam ca sĩ. Đàm Thu Trang khoe nhẫn cưới sang trọng trước ngày theo Cường Đô La về dinh. Đàm Thu Trang tự hào chia sẻ cặp nhẫn cưới với Cường Đô La, kèm câu nói không thể ngọt ngào hơn. Sau khi tổ chức lễ đính hôn vào đầu năm vừa qua, cặp đôi Cường Đô La và Đàm Thu Trang trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Cụ người mẫu Đàm Thu Trang vừa đăng tải trên trang cá nhân bức hình nghệ thuật phô bày cận cảnh cặp nhẫn cưới được cô và Cường Đô La chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Hoa khôi xứ Lạng hạnh phúc chia sẻ: "I said yes, tạm dịch em đồng ý." Nhiều tin đồn cho rằng Cường Đô La và người mẫu xứ Lạng sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 5. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, cả hai vẫn không hề tiết lộ thêm thông tin. Theo một nguồn tin thân cận, có khả năng cặp đôi sẽ làm lễ cưới vào tháng 7 tới. Cặp nhẫn cưới sang chảnh của Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Trước đó, Cường Đô La và Đàm Thu Trang cũng nhiều lần hé lộ những bức ảnh cưới đơn giản nhưng vô cùng lãng mạn của cả hai. Cùng với việc tiết lộ cặp nhẫn cưới tinh xảo với lời thú nhận của doanh nhân phố núi mới đây rằng vấn đề đã được giải quyết, càng khiến nhiều người tin rằng ngày cưới của cặp đôi đã sắp cận kề. Theo thông tin chia sẻ, Cường Đô La Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào tháng 7 này. Sau khi đính hôn, cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào trên mạng xã hội. Trước những hình ảnh ngày một tình tứ của Cường Đô La Đàm Thu Trang, người hâm mộ ngày một mong cả hai sẽ sớm tiết lộ ngày vui sớm nhất. Angela Phương Trinh bỗng nhiên lộ sống mũi siêu vẹo bất thường, có phải di chứng hậu giao kéo? Trong khi nhan sắc được khen ngợi là ngày càng mặn mà sắc sảo hơn theo thời gian, thì mới đây, chiếc mũi siêu vẹo của Angela Phương Trinh lần nữa gây xôn xao. Angela Phương Trinh thực sự là cái tên chưa bao giờ ngừng hot trong showbiz Việt, bởi cô luôn tự biết cách khiến khán giả chú ý. Trong thời gian qua, mỹ nhân sinh năm 1995 gây xôn xao khi liên tục khoe body bốc lửa trong những bộ cánh quyến rũ các xẻ táo bạo, thậm chí người đẹp còn cuồng khoe cặp hông 100cm của mình, khiến bản thân nhận không ít gạch đá của dư luận. Sở hữu số đo ba vòng nóng bỏng, Angela Phương Trinh từng chịu nhiều chỉ trích khi bị cho là khoe thân quá đà. Đặc biệt là vòng ba gần 100cm, Angela Phương Trinh luôn làm nổi bật lợi thế này của mình trong các bức ảnh đăng tải mạng xã hội. Nhiều thị phi ồn ào là thế, nhưng dạo gần đây Angela Phương Trinh đột nhiên không còn xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Thay vào đó, bà mẹ nhí tích cực tham gia các hoạt động hành hương, ăn chay trường và mặc áo nâu sòng, đi tụng kinh niệm Phật. Trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh cũng đăng tải những dòng trạng thái mang hơi hướng Phật Pháp, giúp cô nhận về nhiều sự yêu mến từ công chúng. Chính vì sự thay đổi tích cực, Angela Phương Trinh nhận về nhiều sự yêu mến của công chúng. Tuy không còn những phát ngôn gây sốc hay hành động tạo sự chú ý, Angela Phương Trinh bỗng trở thành đề tài bàn tán khi chiếc mũi vốn lắm thị phi của cô nay lại siêu vẹo đến mức khó tin. Bằng chứng là trong những bức hình của mình, mặc dù được trang điểm chỉnh chu, thần sắc tươi tắn, nhưng chiếc mũi vẹo đã phá hỏng phần nào nét xinh đẹp trên gương mặt. Không những vậy, mỹ nhân sinh năm 1995 còn chọn lối trang điểm tự nhiên không cầu kỳ sắc sảo như trước, nên trong một vài bức ảnh, nhìn Phương Trinh có vẻ nhợt nhạt, thiếu sức sống hơn hẳn. Lối trang điểm tự nhiên có vẻ không phù hợp với Angela Phương Trinh khi không làm nổi bật lên được nét đẹp vốn có mà trông nhợt nhạt, thiếu sức sống. Không chỉ vậy, chiếc mũi của Angela Phương Trinh bị cho rằng không còn thẳng tắp, cao vút như ngày xưa, mà nay đã có dấu hiệu siêu vẹo đáng lo ngại. Khi nữ diễn viên cúi mặt, đường sống mũi không thẳng tắp như những chiếc mũi bình thường khác, nhìn ngang sẽ dễ dàng phát hiện phần đầu mũi bị nhọn, khoằm xuống một cách bất thường. Trước khi có được nhan sắc xinh đẹp như hiện tại, Angela Phương Trinh từng có thời gian dài đối mặt với vấn đề nhan sắc và những di chứng sau khi thẩm mỹ. Khắp các trang mạng xã hội, nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1995 trở thành đề tài bàn tán không ngớt. Đối diện với những lùm xùm đó, Angela Phương Trinh cũng không ngần ngại thừa nhận chuyện mình đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí còn nhận mình đi làm lại nhiều lần, nhất là phần mũi và cằm. Thật vậy, mũi và cằm của bà mẹ nhí liên tục có dấu hiệu bất thường và mỗi lần xuất hiện thì hai bộ phận này lại rất khác, khiến cho nữ diễn viên phải chỉnh sửa liên tục. Trong bất cứ khung hình nào, chiếc mũi của Angela Phương Trinh đều không được hoàn hảo. Angela Phương Trinh vốn có chiếc mũi cao nhưng tròn, chứ không thanh thoát. Biết được nhược điểm này, bà mẹ nhí sửa mũi. Vào lần sửa đầu tiên, cô khiến nhiều người giật mình thon thót khi xuất hiện với chiếc mũi dài và cao quá đà. Không ít ý kiến cho rằng, nhìn chiếc mũi của mỹ nhân sinh năm 1995, người ta không khỏi liên tưởng đến bà phù thủy trong các câu chuyện cổ tích. Mặc dù sau chiếc mũi có trở nên dễ nhìn hơn, nhưng chỉ kéo dài được 2-3 năm thì trở nên cong vẹo. Bức ảnh cuối cùng bên phải cho thấy phần mũi đã cong vẹo đáng kể. Hai bên lỗ mũi bị lệch, bên to bên nhỏ bất thường. Chưa kể cô còn đụng cằm,
khiến góc mặt khi nhìn nghiêng thì phần cằm bị nhô ra, cực kỳ rõ ràng và kém tự nhiên. Người đẹp còn vướng nghi vấn độ ngực. Đôi mắt từ một mí, mí sụp bỗng hóa hai mí to tròn hơn. Nhưng sau đó nhờ vào việc nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu cơ thể, cộng với cách trang điểm phù hợp, Angela Phương Trinh ngày càng xinh đẹp mặn mà hơn rất nhiều. Những bức ảnh đời thường được chia sẻ cho thấy, nữ diễn viên tuy không trang điểm phấn son đậm nét nhưng toát lên được thần thái xinh đẹp rạng rỡ. Để có được nhan sắc mặn mà cùng cuộc sống vui vẻ an yên, Angela Phương Trinh ăn chay trường hơn một năm nay, nhằm mục đích hướng tâm đến gần Phật, bớt sát sinh, tạo nghiệp và cải thiện sức khỏe. Tuy hạn chế, được lượng đạm chất béo, nhưng thành phần tinh bột khá cao khiến thời gian đầu Angela Phương Trinh dễ bị tăng cân và đuối sức vì không nạp đủ năng lượng, trong khi tính chất công việc đòi hỏi một chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất. Thế nên Angela Phương Trinh ăn thêm trứng gà và bổ sung các loại hạt như đậu nành, ngũ cốc để cung cấp thêm dưỡng chất. Trong chế độ ăn chay, Angela Phương Trinh ăn thêm gạo lứt vì trong loại gạo này dồi dào vitamin và chứa nhiều loại khoáng chất có khả năng đẩy lùi quá trình oxy hóa trong cơ thể. Ngoài ra, gạo lứt có tỷ lệ chất xơ cao hơn, giúp cơ thể nhanh và no lâu hơn. Thay đổi thực đơn phong phú, không còn gò ép mình theo những loại thực phẩm nhất định, cũng là cách giúp nữ diễn viên không cảm thấy nhàm chán và nản lòng vì chế độ ăn của mình.